Ngày 2 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Châu Thành kịp thời ngăn chặn và bắt giữ 38 quái xế tụ tập đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, các quái xế ở địa bàn tỉnh Tiền Giang đã lập nhóm kín trên mạng xã hội và sau đó tụ tập đua xe trái phép. Lập tức, Công an Tiền Giang đã phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp với cơ quan chức năng địa phương lên phương án chốt chặn. Vào 22 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10, nhóm quái xế di chuyển nhiều nơi trên quốc lộ 1 để theo dõi tình hình, thấy không có bóng dáng lực lượng chức năng, đến tỉnh lộ 878 đường dẫn lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành thì bắt đầu dàn hàng ngang chặn đường để chuẩn bị đua xe trái phép. Đồng thời, nhóm quái xế này còn cắt cử người đi cảnh giới trước trụ sở của công an nhằm để báo tin cho các tay đua. Sau nhiều giờ liền mật phục dưới cơn mưa và phát hiện một nhóm chặn đường đoạn từ ngã tư Đồng Tâm đến xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành để chuẩn bị đua, lực lượng chức năng cải trang khép kín vòng đua từ thành phố Mỹ Tho lên huyện Châu Thành vây bắt nhóm quái xế. Bị lực lượng chức năng bao vây, các tay đua quay đầu xe tháo chạy tán loạn, thậm chí bỏ cả xe chạy vào các hẻm nhỏ vườn cây. Nhưng cuối cùng cơ quan chức năng cũng đã khống chế bắt giữ 38 đối tượng, trong đó gồm có 35 nam và 3 nữ, thu giữ 27 xe máy các loại, trong đó có nhiều xe độ.